Mến chào các bạn, nông cơ Phong Tâm ở Bầu Sen, Long Khánh, Đồng Nai mới vừa về một con máy đào Mitsubishi M35B. Con này gầu là 0175 các bạn nha. Đó, gầu rất là lớn nè. Cái này nó gắn gầu là gần gầu 02 luôn, 175 đó. Thì thông thường đó là một chiếc máy, thí dụ như 1,5 thì mình có thể gắn được tới gầu 025 lần các bạn nha. Chứ đừng có quan trọng lắm. Rồi, cái con này thì bạn thấy rất là đẹp thấy không? Để cái nước sơn mà ở sườn đồ nó rin hết, đằng sau nắp kia bằng nhựa chắc có lẽ là bị trầy trụa. Cái cabo này em có làm ở đây. À, làm bằng sắt hả? Đúng rồi, làm gò hả? Tại về nó bị mất cái cabo này. Sắt mà đẹp dữ sao? Dạ. Như rin vậy. Phải không đó? Không, cái này về em làm. À vậy hả? Dạ. À. Rồi động cơ 4 máy hả? Động cơ 4 máy. Động cơ Mitsubishi 4 máy. Bao nhiêu ngựa mà lớn dữ ta? Con này chẳng khoảng 30 mấy ngựa. À, 30 mấy ngựa, xài dạ. Bơm bê tông luôn. Bơm bê tông. Ô, nó xài một tầng bơm chân và tầng bơm kích luôn kìa. Con này bơm hiện đại dữ ta. Bơm này con bơm này đời hiện đại dữ ta, có bơm kích. Bơm tay bí. Bơm kích đuôi. Ha. Thì thấy hình gì mình kêu trái đó, thấy bí làm gì có hình loại đó. Rồi. Rồi, động cơ 4 máy. Đây rồi cho nổ động cơ đi. Để y vậy luôn, cho nổ động cơ rồi hạ xuống. Để xem coi động cơ nổ sao. Có xong không? Tắt điện phải không? Tắt bằng chìa khóa luôn anh. À. Đợi xíu, đang có việc xíu tại ơi. Rồi, động cơ bao xài? Sập cái nắp lại chú. Thôi được rồi. Động cơ thì bao xài rồi. Nó làm như rin luôn ta. Bao nhiêu giờ rồi? Hàng ngày á hả? Giờ nó cũng 4.000 mấy rồi anh. À, phải lấy thủy luôn. Dạ. Lẹ lắm. À. Cái bơm là cực kỳ lẹ. Lên ga chút đi. Đó, tua phải chạy vậy. Cái sân không láng sao đẩy được. Banh hết. Thôi được rồi không ơi. Làm vậy là biết rồi, coi cổ rồi có ra không. Chân chạy đồ ok đúng không? Ấy. Rồi. Đó. Rồi qua làm con này luôn. Con này là dân ma gì đây? IB351 động cơ dân ma. 3T84. 3T84 bao nhiêu ngựa? 31 ngựa anh. 31 ngựa, xài nhôm bơm nhông 3 tầng. Rồi xài chục bô. Ba bơm nhông 3 tầng, chục bô. Rồi. Bét kim. Còn gì nữa không? Này nó ủa? Nó lọc nhớt. Này rờ le đề hả? Dạ. Lọc nhớt bằng không phải lọc nhớt. Cái gì? Cái sông nhớt. Giải nhiệt. Giải nhiệt nhớt. Giải nhiệt nhớt, có hệ thống giải nhiệt nhớt. Máy này nổ đã lắm. Nhớ lấy phụ ra đây. Rồi, máy nổ đã lắm mà đâu nổ coi thử coi.
Rồi, dòng văn ma là nó đổ về đây. Đẹp lắm. Rất là ngon. Tục bồ. Thôi à. Có gì kêu tốt tốt vậy? IB351. Đầu 025. À quên. 0175. 02 rồi đó, nó gắn gầu đó 02 rồi đó. Ui, gầu 02 á, gầu rim 02 đó. Ô, chục bô nó hú nghe đã. Nó nặng nó rít nghe đã. Chết mẹ. Trời ơi, tém đi luôn nhà rồi. Rồi chiếc này nói chung khỏi chê các bạn à. Xích rồi nó còn nước sơn luôn mà. Rồi, xích xét đồ chân giò đó. Ui, cao vút chỉ cà là tưng luôn. Ờ à, không, sơn. Sơn sơn đúng màu luôn nè. Đó. Rồi. Xét bên hông bệnh viện Long Khánh nó có cái đường lớn nó đâm thẳng đây đó. Bệnh đó. Viện đa khoa, bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Đúng rồi, anh tới đâu rồi? Anh tới đâu rồi? Rồi, tay lái cơ các bạn nha. Anh vô cuối đường đi, anh quẹo tay phải, chạy thêm 500m nữa rồi tới. Ngàn mét lận. 1000m lận. Rồi, con này chạy bao nhiêu giờ rồi? Cũng 4000 mấy rồi. À, 4000 mấy hả? Dạ. Ăn thu là mấy 4770. Rồi, máy móc đồ ok. Đẹp, sơn này phủ từ bên Nhật đúng không? Của công ty nó phủ đó. Rồi, rất là đẹp luôn. Cần kiết đồ thấy ác ít đồ này nọ là cứng đơ luôn. Cứng ngắc luôn, không rơ không gì hết. Cổ đồ ok, có tập bô. Rồi, xin kính chào. Rồi, các bạn nào mua thì alo theo số điện thoại ở trong phần mô tả video các bạn nha. Khi nào mà các bạn thấy nó, nếu mà mình mà có sửa lại là bán rồi thì có nghĩa là bán rồi. Còn con nào có nhiều khi mình làm biến sửa đó thì mình để nó vậy luôn, cho nó gọi cho thằng bán máy nó nghe thấy ông nội nó luôn. Dở nhà có sao không? Nhà tốt mà, nhà sắt mà.